Bồ Lý Thiên Hương liệu có đủ sức vượt Mai Ngô để tỏa sáng tại đêm chung kết Sonia Mentor? Sự quay trở lại của học trò Thanh Hằng tại trạng cuối Sonia Mentor đang gây những màn tranh cãi. Sonia Mentor là một trong những chương trình truyền hình hot hit nhất hiện nay, luôn giữ được sức nóng xuyên suốt quá trình phát sóng. Dù đêm chung kết của chương trình chưa chính thức được diễn ra, nhưng việc ai sẽ giành ngôi vị quán quân đã trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Từ khi xác nhận sẽ tham gia Sonia Mentor, Bùi Lý Thiên Hương được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố vụt sáng tại chương trình. Sở hữu vẻ đẹp cuốn hút ấn tượng thân hình quyến rũ cùng chiều cao 1m73 nổi bật. Người đẹp đã tạo được nhiều dấu ẩn trong lòng fan sắc đẹp tại các cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Việc bất ngờ bị loại sớm khỏi Sonomenter đã khiến Bùi Lý Thiên Hương chưa có nhiều đất để thể hiện tài năng. Với kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, Bùi Lý Thiên Hương có khả năng cắt quá khá tốt cùng thần thái biểu cảm gương mặt tự tin cuốn hút. Cô từng gây sốt với những bước cắt quá cực này, vững chắc tại Miss Grand Việt Nam 2022. Tại tập 1 của Snow Mentor, người đẹp cũng ghi điểm với thần thái ngút ngàn, ấn tượng cho màn cắt quốc bậc thang đầy khó nhằn và thử thách. Về khả năng posing, Bùi Lý Thiên Hương cũng là một nhân tố tiềm năng với biểu cảm gương mặt đa dạng, cân được nhiều loại phong cách từ sang chảnh quyến rũ đến nhẹ nhàng dễ thương khả năng bắn ảnh của cô nàng hoàn toàn có thể tranh đầu với top 8 chung cuộc. Mặc dù sự trở lại của Bồ Lý Thiên Hương vào đêm chung kết vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nếu xét về tổng thể, học trò Thanh Hằng có skill cut work, posting khá ổn, chỉ duy nhất kỹ năng mentor là chưa có cơ hội thử sức, do đó màn thể hiện của nữ người mẫu tại chung kết vẫn là một ẩn số đáng để mong chờ.